Chị xin kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Trần Trung Đạo, Buổi sáng ở Lion Plaza. Bài viết này bàn vắng tắc về phong trào xã hội trong giai đoạn đầu của thập niên 1990, tình trạng tham nhũng có tính đảng tại Việt Nam và đức tính cần thiết nhất để nuôi dưỡng phong trào. Tháng 8 năm 2017, tôi và gia đình ghé thăm San Jose, một thành phố có đông người Việt định cư ở Bắc California. Buổi sáng trong ngày cuối trước khi về lại Boston, tôi bỗng dưng muốn ghé thăm khu thương mại Lion Plaza. Tôi đến San Jose nhiều lần, nhưng chưa trở lại Lion Plaza lần nào và tự nhiên thấy nhớ. Tôi dừng xe trên bãi đậu của Lion Plaza, tính nhẩm trong lòng thì ra đã 25 năm mình mới trở lại đây. Năm 1990, tôi làm việc cho một hãng computer của Mỹ có trụ sở chính đặt ở Minpitas, gần San Jose. Dù nhóm của tôi ở miền Đông Bắc, tôi vẫn thường qua đây làm việc để được huấn luyện các chương trình hay đề án mới. Nhiều khóa huấn luyện kéo dài 2 hay 3 tuần lễ. Thời điểm đó, trong nước, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế vừa công bố lời kêu gọi của cao trào nhân bản bác sĩ bị cộng sản bỏ tù từ năm 1978 đến năm 1988, nhưng sau khi công bố lời kêu gọi đó, ông bị bắt lần nữa và bị tuyên án 20 năm tù. Những ngày cuối tuần, một nhóm bạn trẻ ở San Jose thường đặt một chiếc bàn nhỏ bên lối đi vào Lion Plaza để phân phối lời kêu gọi của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế. Khi qua San Jose, cuối tuần tôi cũng đến đó để phụ với các bạn. Có khi tôi đến một mình và đứng trước cổng chợ để phân phối lời kêu gọi của ông. Một số người đi chợ tưởng là giấy quảng cáo hàng hạ giá nên đưa tay cầm lấy nhưng lặng lẽ ném đi khi biết đó là bản tin ngắn viết về một người trung niên đeo kính cận dày mà họ không biết là ai cả. Vài đồng hương chịu khó dừng lại hỏi han tôi có cơ hội giải thích họ biết người trong hình là bác sĩ nguyễn đăng quế đang bị tù vì giống lên tiếng nói đòi tự do dân chủ và nhân bản cho dân tộc việt nam họ gật đầu thông cảm nhưng rồi cũng tiếp tục đi không chỉ đồng hương mà ngay cả những người trẻ chúng tôi ngày đó cũng không biết gì nhiều về bác sĩ ngoài tiểu sử vắng tắt và lời kêu gọi của ông nhưng chúng tôi ủng hộ đơn giản vì ông giống lên tiếng nói từ ngục tù cộng sản chúng tôi không muốn tiếng nói của ông cất lên trong cô đơn sẽ rơi vào quên lãng bạn bè tôi ngày đó rồi cũng ra đi theo chọn lựa riêng của mỗi người và tôi vẫn tiếp tục kiên nhẫn làm công việc mang từng giọt nước nhỏ vào lòng sông đang trong mùa đại hạn bởi vì tôi tin chỉ có thay đổi nhận thức mới có thể thay đổi được tương lai. Như họa sĩ Maurizio Nanusi đã viết trong tác phẩm của ông. Thay đổi nơi chốn, thay đổi thời gian, thay đổi nhận thức, thay đổi tương lai. 24 năm sau, ngày 11 tháng 5 năm 2014, tôi được mời đến thuyết trình về các phong trào xã hội tại Việt Nam trong Ngày Nhân quyền 11 tháng 5 được tổ chức hàng năm tại Washington DC. Trong dịp đó, tôi nhắc lại sự kiện công bố lời kêu gọi của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế năm 1990 rằng, nếu ngày đó cộng sản đưa ông ra sau nhà giam trí Hòa và bắn chết, ngoại trừ một số rất ít trong gia đình và thân hữu, có lẽ không bao nhiêu người biết. Ông không phải là Nelson Mandela hay Desmond Tutu, mà chỉ là một thầy thuốc ở Bệnh viện chợ Rẫy, Sài Gòn. Nhưng từ điểm khởi hành khiêm nhượng đó, phong trào xã hội đã từng bước đi lên. Ngày nay, hàng trăm mạng lưới, hàng ngàn nhóm xã hội dân sự đang hoạt động. Không có trường đại học nào dạy làm cách mạng. Cách mạng bắt đầu từ trái tim, từ lòng yêu nước, từ lý tưởng sắc son. Các thế hệ đi trước có chọn lựa thích hợp với nhận thức chính trị, điều kiện lịch sử và hoàn cảnh riêng của họ họ thành công và họ thất bại họ đi đúng hoặc họ bước sai nhưng tôi luôn dặn lòng không chỉ ngồi đó than trách hay đổ thừa những bậc cha chú đã đi qua mà hãy kính trọng họ và làm hết sức của mình con đường đúng phải bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức chính trị và lịch sử của người dân Việt Nam nói chung và tuổi trẻ nói riêng. Vận dụng các điều kiện quốc tế là việc nên làm, nhưng phục hồi và phát huy nội lực dân tộc vẫn là quan trọng nhất, bởi vì chính nội lực sẽ đào thải chủ nghĩa cộng sản. Lịch sử các quốc gia Nga, Đông Âu và vùng Baltic cho thấy đó là con đường đúng và bền bỉ nhất. Nhưng phục hồi và phát huy nội lực dân tộc cần nhiều thời gian, công sức và kiên nhẫn trường hợp việt nam yếu tố kiên nhẫn lại càng cần thiết hơn các nước cộng sản châu âu bởi vì lý do lịch sử không giống sự hình thành các đảng cộng sản châu âu quá trình hình thành và phát triển của đảng cộng sản việt nam là một quá trình đầy ngộ nhận lịch sử và họ tồn tại đến nay một phần cũng nhờ vào những ngộ nhận đó Năm 2005, tôi có giải thích lý do này trên Talawas rằng không giống như trường hợp tiệp khắc Đông Đức, Ba Lan, Bungary, Albany, nơi đó các đảng Cộng sản thực chất chỉ là những dây chùm gửi sống nhờ vào sức mạnh của đồng rút, xe tăng và hỏa tiễn liên xô khi cây đại thụ liên xô thối ruột và ngã quỵ thì cả chùm cũng khô héo theo đảng cộng sản việt nam qua chiếc bánh vẽ đánh đuổi thực dân giành độc lập đã mê hoặc không chỉ một thế hệ việt nam trước đây mà nhiều người còn bị tẩy não đến tận bây giờ những người này cho rằng chế độ cộng sản hư thối nhưng có lý do để tồn tại họ thành thật tin rằng nếu diệt được hết tất cả tình trạng tham nhũng của chế độ thì chế độ sẽ tốt hơn và xứng đáng để lãnh đạo việt nam nhưng họ quên rằng tham nhũng có tính đảng, tức là một trong những đặc tính thuộc về bản chất của chế độ cộng sản. Thế nào là tính đảng? Trong một bài viết nặng phần lý luận nâng cao tính đảng của người đảng viên đăng trên tờ tạp chí Cộng sản tháng 5 năm 2012, tác giả định nghĩa tính đảng là thuộc tính căn bản, cốt lõi và bản chất được sinh ra lớn lên và sẽ tồn tại suốt chiều dài của Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản bằng mọi phương tiện, mọi biện pháp để đạt cho được mục tiêu xây dựng một chế độ độc tài độc đảng chuyên chính và toàn trị dựa trên chủ nghĩa cộng sản. Một khi quyền lực tập trung tuyệt đối đặt trong tay một đảng toàn trị thì sẽ dẫn tới sự lạm dụng quyền lực và hậu quả đương nhiên là tham nhũng. Nếu tham nhũng có thể ngăn chặn mà không phải xóa bỏ cơ chế đó thì Liên Xô đã không bị sụp đổ. Mikhail Gorbachev cương quyết chống tham nhũng, nhưng ông không phải là lãnh tụ cộng sản đầu tiên làm việc đó trước ông, chiến dịch chống tham nhũng của Yuri Andropov còn quyết liệt hơn nhiều. Andropov, một khung thần cộng sản, được gọi là đồ tể của Budapest vì vai trò của Y trong vụ đàn áp cuộc nổi dậy tại Hungary năm 1956 và mùa xuân tiệp khắc năm 1968, từng là giám đốc KGB từ năm 1967 đến năm 1982, đã ra lệnh xử bắn hàng loạt cán bộ các cấp lãnh đạo đảng nhưng như lịch sử đã chứng minh bệnh cơ chế chỉ có thể được chữa trị sau khi cơ chế độc tài toàn trị bị xóa bỏ Ngày đó, tác phẩm The Rise and Fall of Communism của giáo sư Archie Brown chưa ra đời. Khi tác phẩm được phát hành lần đầu vào năm 2009, giáo sư Archie Brown cũng đã đưa ra nhận xét tương tự như tôi đã viết trên Talawas. Sở dĩ các đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam còn sống cho đến ngày hôm nay vì chúng bám vào lịch sử đất nước, tháo gỡ các ngộ nhận lịch sử, vì thế trở thành mục tiêu hàng đầu và quan trọng nhất trong tiến trình dân chủ hóa Việt Nam từ những ngày ở Lion Plaza đầu thập niên 90 cho tới nay là một quãng thời gian khá dài, nhưng cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ và nhân bản cho cả dân tộc Việt Nam không còn cô đơn như 25 năm trước. Phong trào xã hội chưa tập hợp thành một lực lượng cách mạng, nhưng rõ ràng đang đi trên con đường đúng. Nhiều người có mặt trong những năm tháng đó nay đã qua đời, im lặng hay quy ẩn dù tuổi còn khá trẻ. Nhưng không sao, chuyến tàu lịch sử dừng lại ở mỗi ga, có người bước xuống nhưng nhiều người khác bước lên và tiếp tục hành trình. Một ngày nào đó, những giọt nước từ tâm hồn tôi sẽ cạn theo tuổi tác và tôi sẽ ra đi, nhưng con đường đúng thì sẽ có những tâm hồn Việt Nam khác tiếp tục gieo mầm xanh trên quê hương và mùa xuân sẽ đến. Vừa rồi là bài viết của tác giả Trần Trung Đạo. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên kênh Tâm thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.